Hello tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Kiệt nha mọi người. Chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người. Ok mọi người, nói chung là bữa nay tụi mình sẽ tổ chức một cái trò chơi. Đó là trò chơi phóng phi tiêu. Trò chơi nhân gian. Phi tiêu rồi, phóng đê đình bóng. Đó, nói chung là mình đã chuẩn bị cây phi tiêu của nó nè. Cây nặng mỏng á. Cây phi tiêu này là cây phi tiêu tự chế nha mọi người. Cây nặng mỏng. Nói chung thì trong đình để mình giải thích trò chơi cho mọi người coi. Cây nói chung thì ok, thì từ đấy chú giải thích trò chơi mà cứ cây nặng mỏng hoài. Có gì ở đây ạ? À, nói chung là đây là một cái trò chơi nhân phẩm nha mọi người, phóng phi tiêu nhân phẩm. Là sao? Là trong cái bong bóng nó sẽ có rất là nhiều cái phiếu. Ở trong trọng có ghi không hình phạt. Bể cái bụp, cái giật mình nó trổ bóng luôn. Trong bong bóng này là có ghi hình phạt nha mọi người. Quạt với quạt là... Phạt không hả? Này chơi mình đi. Yeah. Bảy à, chú cầm tiền thấy không? Có tiền mặt. Nói chung là trong bong bóng này sẽ có tiền mặt và hình phạt. Đó, nhân phẩm mà mình chơi hợp lý. Là chơi hên xui ha. Hên xui. Là sao? Hồi nãy mình bỏ vô đây là mình trộn lên là không ai biết bong bóng chỗ nào là chỗ nào có tiền, chỗ nào có hình phạt hết nha mọi người. Anh em mình chia cũng trên này... trên. Lại giờ ai chơi ai cũng phóng hết á. Tao có chơi không? Chơi luôn. Chơi. Tao có chơi không? Gì? Tiền. Không, tiền cũng chơi. Không hả? Nói chung là giờ anh em muốn ba người chơi cho vui hay là hai người chơi? Ba người đi, chơi bình đẳng đi mày. Rồi ok. Để nó ăn hết tiền đó anh em mình không đặt tiền tao mà chưa gì đó mà có hình phạt kìa. Xanh hình phạt bậy hình phạt đấy, nói sao để bóc rồi nói chi. Hình phạt đấy mình phóng lên rồi mới biết đúng không? Ok rồi, còn bây giờ thì giờ mình về nào. Nè giờ bề nè, bề trắng với bề đen, ai ra trước phóng trước? Tao phóng trước nha. Rồi ai xin luôn. Một người sẽ ở trong ra mắt mà trong... hụt là sao? Hụt thì phóng lại sao không được, bề mới được. Anh biết chỗ nãy giờ anh máng rồi. Trời hả? Thôi. Không biết rồi, nãy trộn ra rồi. Rồi. Nãy trong đống rồi. Rồi đâu thử nghe. Chưa, tại trong đây là có 18 cái nha mọi người, là mọi người sẽ phóng pháo 6 lượt. Tôi mới anh phóng cái đầu tiên mà anh trúng triệu anh diện hơi luôn à, tôi tự anh luôn á. Đó, bây giờ cái đầu tiên cho là con ai đứng nặng đây cho coi cái phiếu rớt chỗ nào. Không. Lạc đẳng cái đúng rồi, mày qua bản đó. À đúng rồi, mày quay bản á. Thôi. Đây, lượt đầu tiên của con lưng nha mọi người. Chơi bắt đầu nha. Dạ, chứ quạt thì chuối bệnh rồi. Hụt, phóng lại. Phóng gì vậy rồi hụt. Sát bên luôn cái mức. Đây, có cái mức rồi mọi người thấy không? Phóng phi tiêu mà phóng. Cái cây này nó nhẹ quá. Làm gì cái bóng. Phóng hụt mà. Mạnh lên. Vừa thôi, vừa rồi. Mạnh lên té cái cây luôn. Phóng mạnh đại đi. Hư dục. Đó. Dạ, văng ra. Phiếu. Đây, quay rồi người coi đàng hoàng. Có phiếu luôn. Phiếu bự ghê luôn á. Đây, cái phiếu nha mọi người. Đầu tiên là cái gì đây? Phiếu này bự chắc cái hình phạt chắc cũng coi cũng thấy có chữ rồi, thấy mẹ rồi. Có chữ là chết rồi. Giải đặc biệt. Một cá. Đây mọi người. Giải đặc biệt 1.000 đồng. Giải đặc biệt kìa giải. Đặc biệt mới có ngàn chứ, bình thường sao có ngàn không? Rồi tới chút. Đây, tự lấy luôn đi. Tới áo đỏ. Đây. Đây nha mọi người, phát tiền à, bảy à, phát tiền đàng hoàng. Đây đâu lấy? Mày qua đây lấy giùm cho. Em ở trong tao thấy đâu mà. Chơi công bằng đàng hoàng đúng không? Ừ. 1.000 đây trao cho bằng lưng. Được 2.000 qua đây mới được. Trao giải đặc biệt hả? Giải đặc biệt. Ừ rồi. Đó. Tới chú Kiệt đi. Rồi. Tới còn ngóng đi chú. Thôi, quay trong Kiệt. Đi. Không. Mày không đi tao quay cho. Chú mới chịu. Rồi. Đấy mọi người. Đó giờ tới Kiệt. Áo đỏ nè. Áo đỏ chứng tỏ may mắn. Ừ. Ok. Mày đứng đây mày quay thấy hết chứ đứng ngay chú sao thấy hết. Thấy. Quay đi. Đó, trời ơi, phóng lũng yeah. Mà trời ơi, nó chọi vô như nó bóng vậy. cái nó không được hết đất 10 lần nha. Bây giờ phải chơi vậy đó. Giờ chơi 5 lần đi mà 5 lượt đi mới. Thôi, 3 lượt thôi mày ơi. 3 lượt mà phóng không bể cái bóng là tự chịu phạt là hết đất 10 lần. Lần đầu bỏ qua đây, lần này bỏ qua, nãy mày mới tới tao mà tự mày giao mày, nãy giờ mày giao. Đầu xe nháp, dữ vậy xe nháp anh lưng thôi chứ. Đó. Ê, thấy rồi, chị vai đây nè. Ừ. Làm quá làm giấy nhỏ xíu mà. Ê, không đổi tờ giấy khác nha. Con tờ nhất nè. Đâu, cái gì vậy mọi người coi ơi. Bấm lấy nét vô nha mới thấy nha. Rồi thấy 200k hay gì đấy. Ối tiền ra hết. Nãy giờ chưa có tiền. Trời ơi, giờ chưa có nó tiền. Chưa có tiền nha thôi. Ừ, ối tiền hết giờ chưa có tiền. Ôi. Ôi. Mẹ lưng quay nha. Ok em. Ở đây nha, con về ạ. À. Không rồi. Cũng mãi. Kiếm cái phi tiêu phụ nó kìa. Không mà rồi tới bắt đầu từng mát là phóng ba là không được hết đất nha. Rồi ối tiền hết. Xe nháp xe luôn. Thôi xé lượt đầu ơi. Xé phải xé cái một lục chứ. Xé lượt đầu. Mà coi mấy thằng tay chân mạnh dạng tao phóng nè. Ok.
Nó ơi, vậy là giấy đâu? Đây 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 đây. Tại này bự quá ta. Trời, bự chắc con trừng rất sền. Em đây coi đây. Từ từ. Hồi nãy là nước mắm á. Đem đây coi đàng hoàng mày. Tụi nó hết chạy coi, gỡ ra. Chữ không má. Chữ rồi. Cho đọc trước cái là đưa coi được không? Không được, quay cho mọi người coi mà. Đập, đập đất sình. Chưa đâu ai, lấy lại cho mọi người coi ơi. Ngán luôn. Ra đây dính đất sình nè mọi người ơi. Đập đất đập sình đâu, đâu đất sình đập đầu nè, thấy chưa? Đập đầu. Biết nãy giờ đâu. Rồi lại đây em. Đây cái son này là của thằng Mát. Nó tự múc luôn nè. Nó tự chính tay nó múc quá. Chơi thì phải học lễ luôn. Không, chính lên trên đi mày ơi, để đây hồi còn đi tới lui nữa. Rồi cho chơi xong đi, dù hình phạt là cái gom lại cái hình phạt để dơ sao chơi. Làm liền, không sao hết á. Ông cái về luôn, chứ dơ sao chơi không. Không sao đâu. Sao vui, hồi hình phạt cũng vui vậy. Để đi, chơi chịu mày. Trời ơi, chơi úp định đâu. Úp chỗ khác đi, đừng úp đây. Úp chỗ khác đi, đừng úp đây, úp đây dơ lắm. Trời ơi, chơi mà nhà này đang nể không đâm lai vậy. Có quyền nó nghỉ, đầy quyền đặc biệt mà. Ngồi xuống. Chơi đàng hoàng ai cũng có chịu liền hết. Ngồi đâu? Ngồi đây nè, quốc đây luôn cũng được nè. Đây dơ sao rồi, trời. Đây. Rồi ra ngoài đây, để chưa từ để tao ra nó hết, tao quay tao quay cận cảnh mày được. Ngồi xuống, đi ra. Không nghe ghê, tao đẹp tao. Quay cận cảnh mới được. Rồi. Rồi ngồi xuống, con ngồi xuống mới được. Né đầu được không? Ừ. Tớ này sẽ xuống rồi. Ừ. Ừ. Mày ngồi xuống đi. Ngồi xuống chứ. Ông làm tới. Ừ. Mày chạy cái nhắn này à, hên xui vậy mọi người. Hết vui luôn. Chơi nhân phẩm mà. Trời ơi. Nó thối bồn. Trời ơi, nó thối bồn. Nó nó hơi sình là hơi kỳ á. Con bia cũng kỳ luôn á. Rồi vô tiếp tục gỡ ra. Rồi mày... ok, giờ rồi nè. Nè mày quay đi, tới tao nè. Kiếm tiêu về đây. Lấy bì tiêu sao rồi mát. Không lấy nữa. Để tao lấy nha. Quá, còn tới 5 lượt nữa bạn. Quá, em rửa cái đầu em cắt cái mắt rồi thôi. Thôi cái để kia thôi, lên đầu luôn à. Để im nha. Chơi bãi là hợp lệ đánh sình đập đầu vậy. Không cho ta rửa luôn hả? Không. Chơi vậy đó. Rửa giò đi mày ơi, chân chơi kỹ lại. Chơi tiếp tục luôn chứ rửa gì. Ê bảy à, chơi đàng hoàng nha. Rửa sạch sẽ mọi người quay clip mọi người coi mà chú. Dễ mắc cười chứ mày rửa con gì đâu vui. Rồi tới gần kìa. Anh đâu? Cho rửa cái giò cái đi, cái giò dính sình không à. Rồi rửa giò đi. Rồi giờ tới mình nữa nha mọi người. Nãy được ngàn quá. Chơi mà sợ dơ. Đá cái giò dính sình mà. Trời ơi, đụng vậy mà không lủng trời. Rồi. Cho mát rửa cái đi rồi anh em mình tiếp tục nha mọi người. Gì mày? Cánh gì mà cánh? Có nó xì cái gì á. Nó không dính vô luôn mà như cửa gà máng không thấy hả? Mày phóng lại đi. Tấn lưng nha mọi người. Rồi. Rồi lần nữa hết đất nha con. Đâu mấy cái vậy? 10 cái nó giao rồi. Trời ơi, hồi đó đâu tập hết đất đâu. Rồi tới lưng bóng lại đặt qua nha mọi người. Rồi còn lại mới ra thôi. Ra coi. Trực tiếp trong qua. Tới lưng nha mọi người. Hết đất. Rồi 10 cái xuống. Xuống 10 cái đi rồi cho làm 3 cái nữa. Vậy? Hết đất. Hết đất rồi hết đít nha. Ẩu rồi ba. Cái này nó phải nhiệt nha. Ẩu rồi đó ba. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 9, 8, 7, 15, 20. Vậy. Rồi giờ phóng 3 cái tiếp tục. 3 cái nó không lủng thì 3, 10 cái nữa nha. Giờ nữa hả? Giờ chiều luôn, ra đây ngồi đi giờ chiều luôn á. Chứ sao chơi bà vậy? Bởi giùm nha, trời ơi. Một. Bây giờ nè, mình chơi gần cho cái mức gần gần lại mát để xa. Ôi, hết, vậy sao được, hết lượt này. Hết lượt này phải không? Hết lượt này. Hết lượt này 3 hàng xong rồi có gần lại xíu phải không? Ờ, hết lượt 3 lần. Phải ơi. Ừ, văng ra nha mọi người. Đây, hình phạt đây. Cái uống ít nước mắm chắc lại luôn á. Ăn cái, rồi. Ăn cái tắc. Ăn một muối. Trời ơi, đau biết luôn. Sao mọi người? Ăn một muối. Đây mình bấm mọi người coi nghe. Đó ăn một muỗng muối mọi người. Rồi mát cho nó muỗng muối con. Không có bẩu bà tám đâu đây. Bà em muỗng cái đất ngoài. Để đàng hoàng mà chơi anh em chơi muỗng dung nữa. Còn sống nhạt quá luôn ơi.
Tao bên tim tao lên máu đó. Thon. Cái này hư rồi, để tao sửa lại cái mày. Mày. Để chúng tới vòng xuống lục vô rồi. Tao sửa được. Thon. Ăn không muối này đụng lên máu luôn con, tao bị tim. Đúng muỗng được rồi, miễn sao có muỗng, bỏ trong muỗng được rồi gọi là ăn muỗng. Thon. Nè đi. Vô muỗng trước ly nước để đang tắt thiệt luôn ạ. Vô muỗng mạnh ly nước được không? Rồi, uống đi. Để lên máu thiệt luôn á. Đây cũng có nước nữa chứ. Nè cái bình nước kìa. Đi móc cứu trợ giùm miếng nước đi móc. Nè rút nè ơi. Rút vậy. Rồi quất. Tôi có lời cuối muốn nói với mọi người. Tôi thật sự là tôi bị tim. Vì khỏi hết rồi. Máu trong mỡ, mỡ trong máu lum la đó. Uống muỗng này chắc tôi lên ăn xong tôi đứt thiệt. Nè mình chơi là mình chơi chứ không có tại do thì là. Không phải pha nước uống cho dễ. Thôi không được, ăn phải ăn. Mời mọi người nha. Trời ơi, mày ăn mình. Trời. Trời ơi. Trời miếng muông miếng nữa coi. Phen, vô phen, cửa vô phen. Vô rồi, lại quay. Đây. Ok, tới mặt nha mọi người. Gì đâu, có đâu, bán quỷ này. Ừ, đâu. Còn bộ mặn đó. Mặn lắm mà Cúc. Nè nè. Người cười hôm trước hôm sau người cười nè. Coi nè nha. Má biết không hụt được rồi. Đó bọc à, em quay quay giùm em lưng. Biết không hụt là hết đất được rồi. Đó rồi, đổi tay này đi. Đó chuẩn bị nè. Tới kiệt hả đất nha. Đó. Rồi xong. Người cười nãy người. Không kiệt người. Chắc nó hết đất không là đều lắm không lo. Chết tôi chuẩn bị ra ngoài hết đất luôn, trúng nào trúng coi nè. Đó. Hết tại đây luôn đi. Đó. Nãy tao 10 rồi. Mày là 15 á. Nãy tao 10 rồi giờ mày 15 á. Đúng rồi, 1 2 3 7 2 3 4 2 3 5 Thì những máy nó đà lại tới cái 7 nó đà. À, xanh, nó xanh mặt vậy, nó xanh mặt. Nó xanh mặt. Nó này không hết đất đâu kì vậy. Đó, kìa tiếp tục nha mọi người. Mót ơi. Ủa ngay 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 đó luôn, ngay đó luôn. Ngon cái gì vậy? Lại mọi người coi ai, cái gì đây? Gì thở gì câu vậy? Trời ơi, xanh mét à. Tiền con ơi. Ui. Chết mẹ rồi, không thấy gì hết vậy. Tiền rồi, tiền rồi. 200k xin. Ủa, cái đó nãy nó cột. Cái thằng tổ chức mà nó trúng giải luôn mẹ. Nãy sao tụi hai phải chơi, tụi hai không chơi. Cái đó nãy nó cột. Xin, bỏ túi riêng. Đây, đây một túi này, bỏ qua túi này. Rồi vậy thối kia lại. Cái lá đầu đó. Còn tiền nhiều lắm con. Cái lá đầu á. Ê, thí dụ tao trúng 1000 nãy á, rồi tao ăn muối vậy là đủ tiền tao nằm viện không? Còn đây nè. Cái lá đầu nãy nhớ không? Cái lá đầu nãy là phóng trước mà. Còn này cũng sao mà đúng không? Hợp lệ. Nè, cho mày nè. Xin nhẹ chiên ly nước mắm rồi cũng được. Mát mà giờ vô luôn nước mắm nó tới tan lắm luôn á. À, tới mát cho mọi người. Không có gì à, điện liền á. Cha chuối mà mới ấy mà con đi theo chứ. Gì vậy? Cái chuối. Trời tưởng chưa hết phóng lấy dao để sẵn nổi. Hết hồn. Rồi phóng cho nó. Rồi okay. Tôi tới à, lượt tôi nha mọi người. Mày nói tao hả? À? Mày hết quay quay kìa. Mày. Mày đất 10 cái đã dữ à. Để đi ra đi ra đi ra. Bảy à, ẩu, ẩu nó ba. Nó có dấu ghim luôn mẹ ơi. Rồi, ngay mức đàng hoàng nha. Bị tiêu đúng đâu, đầu bị tiêu rồi. Tính chơi đầu này lần cuối hả? Mới phóng lần đầu tiên hả? Trời ơi, phóng hay dữ trời. Đây, đây mày. Chơi đàng hoàng. Đây, tiếp theo nha mọi người. Rồi tiếp theo mát gì đâu. Rồi. Ê! Có số rồi. Năm sĩ, năm sĩ. Wow! Mát trúng 500 rồi mọi người. Lại quay tao trao cái thưởng nữa rồi. Nói chung là mình chơi công bằng nha mọi người. Rồi bây giờ mình về mất đi tại bong bóng của hết rồi, hiểu không? Ừ. Trời ơi mày. Đây bây giờ tao giải thưởng nha mọi người. Nha mọi người. Lên đây mày. Tao giải đàng hoàng. Mày lấy không? Không. Mày được cắt sành cái có tiền liền cái chị. Đây. Đây 500k của con mát đạt được cho mọi người. Trời ơi im. Như đó về mua bình xà bông có nhiêu đâu. Rồi giờ mình dài cái mức lại gần gần xíu tại vì nó ít bong bóng rồi. Người à. Nói chung á cái người mà thiệt tình thì may mắn luôn đến sao mọi người. Mọi người có tin tưởng ở tôi. Rồi tới lần tiếp tục làm bậy muỗng muối nữa coi.
Trời ơi, gì muốn muối nữa mày? Còn hả? Tạm thời bỏ túi. Trời ơi. Ê, mai mình làm chơi này nữa nha. Ừ. Quay này hoài luôn cũng được nữa. Hồi nãy Nam ngồi đây. Tính này. Thôi đây, nghĩa lên tiếng nha. Ờ, giờ nó dậy gần đi cho dễ. Ừ, gần đi. Ống cho dễ. Trời ơi. Thôi, cái này chắc hít đất nữa rồi, đúng không? Kế bên luôn. Giờ mình thống nhất người phóng 5 cái thôi. Còn chưa 3 cái. Tại mình dời mức lại rồi mưa. 3 cái. Ông ấy nói là phóng một hết 5 lần là mình kết thúc trò chơi luôn, hiểu không? Người người nắm phóng 5 lần. Nãy mới có 2 mà. Ê, cái hàng dưới tiền không á, không ai phóng kìa anh Linh. Ừ. Tiền không là thiệt. Ngoài rồi cô, xong. Lẽ mức vậy hết đất trời. Không lẽ 10 cái nữa ha. Mày đó. Mày gì mà à, mày mới em đo cái này 5 xi như thế này, làm đo ve làm cái bọc tiền là nghe 5 xi lỡ tao đo đủ em quấn cái linh muối đó sao. Thì anh phải kiếm cái chỗ đo chứ, anh phải cái chỗ nào khách bơi vào. Rồi xong 10 cái hết đất, xuống đi anh Bảy. Ủa anh ba đã báo. Ê, cái khúc này mình đàn bản nhạc này vui lắm nè. Tăng 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 tăng. Em bảo này chơi game show dở ghê luôn á. Vậy mà phóng không được. Ừ. Đây mày có 9 cái mày. Nghe hả? Tiếp tục đi phóng đi rồi nè. Quất cây nữa đứt đó luôn. Để phóng đi. Anh phải đo như em vậy đó. Mọi người coi nhìn cái sát bên này nó còn phóng không dính nữa mà. Đâu? Lụm cái coi. Dính cái này nó tà rồi nè. Thôi đừng có thừa. Trời ơi, tai nạn luôn. Không biết nói anh sao luôn. Rồi, phóng 2 cái nó đi rồi xuống bên 10 cái nữa. Ấy giờ thiếu 10 cái được không? Không. Trước không có con tép. Nợ gì trả được nên trả anh. Trời ơi trời. Trên hay dưới hả? À? Muốn phóng đâu trên hay dưới. Tùy mày. Muốn dưới thì dễ ăn hơn, trên nó giờ hụt không. Ở giữa mày. Chắc chọc cái nữa quá. Cái thứ ba. Bây giờ mát vào ngoài đứng đi con cho ừ. lụm phi tiêu. Điên. Chó ghẻ. Đây con quay ra chú lụm đi. Đấy. Ra ngoài nó cũng không chú không á. Con này đâu không tới đâu. Đến chút ở đây mà. Đâu? Mà đâu? Tao hy sinh một tù phá hết đất 10 cái. Ok, em chốt anh cho nó đó. Nãy giờ không hụt con lấy bắt trơn không mới lụm. Hy sinh 10 cái được không? Em chốt anh cho nó đó. Quất. Đâu? Trời ơi. Cái nữa đi con. Sao không lụm đi, chạy ra chi vậy? Cho mày phóng tao hả? Trời ơi, không phải 10 cái nữa. 10 cái đi. Lớn. Lớn hết rồi. Trời ơi. Nói chung là cái thằng này nó phóng khá là dở nha mọi người. Coi bộ tay rồi. Sát xuống mày. 4 3 5 6 4 5 6 mấy cái tao có điếm đó, tao điếm giả vậy thôi, tao có điếm thiệt đó. 20 cái rồi, 20 cái khỉ mới có 9 cái à, 9 mùa quẹ rồi. Đây phóng rồi, mẹ đứng đây tao chọc mày rùi cái mắt. Bảy anh cho chậm có quyền, cái mức ở đây mình có quyền chậm vô chứ sao. Để cho tao chậm, tao chọt cái lưỡi luôn mày. Giờ chậm đi. Ừ, để giờ sao không chậm. Trời ơi. Đứng đây tao lụm cho mày ơi. Miệng phóng tao được rồi. Ê, cái này nó bị tà rồi, tới tao nó tà nè. Sao tao phóng được mà phóng được. Ê chú Kiệt, trên đầu con có con ốc luôn chú Kiệt. Có. Nó bỏ ra hả? Mẹ đi mày. Mình như con cá trắng này vậy, chui đánh nè. Trời ơi. Không, phóng vô nó không lộn nó dưới nhịp ngược lại luôn à. Đây. Anh quay đem cứu em trợ lực cho anh cái. Thôi. Anh muốn phóng cái nào? Nó phóng hụt là mày hết đất. Không, phóng hụt ai hết đất. Em hết. Anh muốn phóng ngay cái nào? Ủa rắn cắn kìa, rắn cắn ngái kìa. Hoàng nữa, mày đang quay rồi. Rắn cắn nhỏ lộn rồi, anh muốn phóng nó quay. Thôi rồi, vậy với 2 lần rồi đó. Được là cánh sinh em ơi. Anh hít đất cái nữa chắc lại luôn á. Dạ hiếu được không? Không. Chơi mà anh. Mày ơi. Đù hả không? Nó không lộn mà không lộn. Không lộn thì hít đất 10 cái chứ sao? Chứ sao nãy giờ người ta hít được. Đùng. Bảy à, không có quạo à, vui vẻ à. Vui vẻ, vui vẻ. À, không giấu từ lưa luôn, không lủng à. Bảy à, hít đi, hít với, hít đi. Mùi cái lủng mà nó xì rồi nè. Thôi. Đúng rồi. Lẹ đi, đừng có đàng hoàng đi. Tao đứng đây tao chồm, còn tới nữa nè. Còn vậy nè. Tao không thể tới mà. Mà mày thấy nó có lủng đâu. Mày nói mày nói chị không nổi, không nói. Ôi vậy nè. Em hút hít.
Thôi giờ cái đầu ban của anh lưng tà này mà đâm không được. Nó hết 10 cái cho quan lượt phóng lại với tao. Chứ mày đi lâu quá giờ đúng không, rồi tốn thời gian đúng không? Giờ mày phóng đi. Gì? Giờ mày phóng đi. Phóng cái què gì vậy mày phóng lũng mà. Đó. Không nghe, không nghe đâu. Một lần. Cho mày thiếu một cái phóng nha, chứ phóng nha. Ủa, vậy mày không phóng được. Mù quá đông rồi, của ta đã tự khui. Nó lấy tiền nữa. Từ từ để qua quay mọi người coi nữa. Lấy tiền nữa rồi. 300.000 xin. Xin. Ôi. Tới mày phóng nữa, hết đất đi con này rồi. Nản luôn. Đất nữa hả? Đây nha, từ túi này mình bỏ vào túi bên đây nha, mình chơi công bằng đàng hoàng để số tiền mình trúng thưởng. Còn đây là tiền riêng của mình, hết 30 cái rồi trời. Hết thần rồi. Thần còn tiền. Còn không? Còn nhiều lắm. Mẹ tới con đi. 5 6 4 5 6 4 bộ sao không nổi không? Rồi thôi cho anh qua đi, cho anh sáng hơi đi. Rồi tới cái ngày nay coi như không có ngày ảnh rồi mà. Vậy mà nó phóng lũng mà. Rồi giờ tới lượt tôi mọi người ơi. Tôi cũng chơi vui thôi. Làm bẻ làm chi vậy? Hết đất 30 cái tay giả lên nữa không? Tôi tiễn cái hàng này luôn đi, nhiều khi hàng đây tiền không chừng. Mà không được. Hồi nãy cái này nó dướng nhẹ hết là up action. Nó tức nắm tức lại luôn. Mình tính toán rồi à. Mình toán. Phải bắt đầu cái này nè, mình phải có thực dạng tính toán số học đâu. chết nè dính nè. Rồi chơi cái này. Tính toán. Cuộc sống ở đây nè, cuộc sống bên đây nè, tại chỗ này nó bự nhất nè. Số học của ông má này mọi người đâu, số học của con đâu. Số học không trúng ngay cái đầu á, hiểu không? Phóng không trúng ngay cái đầu tâm á, ở đâu bể đây. Tôi thử là cái nữa mọi người. Tại vì cái này nãy giờ anh lưng không phục không rồi chắc. Coi kia kìa, giờ nó nhường mặt trận vậy. Điều mấy trong đây chứ đâu á. Đạp mất mày. Đây, gì đạp đâu? Đóng đạp tới cái mất được rồi, gieo sao mất được rồi. Rồi, mày hay lắm. Mày chắc người gác. Móng nó bà độ vậy mà. Móng nó khác đi. Tới mày nữa. 10 triệu, chắc luôn. Ông có 10 triệu không? Đó, gió lên rồi, chết chao nè. Rồi, 10 triệu xuống 10 cái. Hay lắm, lý thuyết hay lắm. Lý thuyết nào cũng có. Rồi, móng nó bà độ gì á. Tới lần vô phóng 2 cái liên tục đi em. Con chưa hết lượt mà. Hết đế. À quên đúng rồi, mát chưa hết lượt. Hết 10 cái đi, đàng hoàng đi rồi phóng tiếp. Đâu mày? Đó giờ quá. Ê bảo. Ẩu rồi đó ba. Sao em nó bự quá lắm được. Đó. Nó lên hết luôn hả? Bụng em sao bự hơn bụng anh được. Đâu. 10 cái đâu. Nè. Ok. Ừ. 3 rồi phải không? Mới có 1 à. 2 rồi. 2. 4. 3. 6. 5. 8. 4. 10. 4. 2. 14. 15. Ê thiếu cái. Thiếu 2 cái. Con cái à. Thì thôi biết gian nghe. Gian nghe thì mẹ tức quá. Gèo không ngủ trời. Mày này yếu sinh lý thiệt. Đàng hoàng đi, đừng có phá nha. Chơi giờ chơi không gọi phá hả? Uống miếng nước cái mặn quá. Uống có ăn có muỗng muối. 10 triệu. Đi ta. Con móng nó bà độ rồi. Không móng thiệt rồi, móng thì nó giống. Không thì cái khác coi. Chết xong cái này. Chết cái này mà. Rồi 10 cái nữa. Không. Cho nợ cái này phóng nằm bể cái này cái hết đất được. Không không phải chơi. Đừng có ăn gian, không có nợ gì hết á. Thằng kia hết đất vô mày ra hết đất đi mày. Hết rồi. Hết rồi hả? Chưa. Hết rồi. Hồi nãy chưa nha. Hết rồi. Thiếu 10 cái nha. Mày coi máy lại đi. Hết rồi. Cái mày ăn gian quá. Chú kẹt còn không cái nữa là hết đất. Chú kẹt tức cái bóng này quá trời tức. Chơi gian quá mày. Chơi gian quá. Không một cái nữa là ra hết đất liền. Không. Rồi bóng đi. Nó vậy thì tao phóng đi. Tí còi mạnh không trúng cái vô ấy mà. Văn cái kia bóc tiêu rồi nè. Có cái kia hay có cái dạ. Nước đó. Nước đâu? Nè. Này chết rồi mà. Sao chết? Cái này nè. Đó đó. Không có văn nữa. Cái này đúng rồi, cái này 20 nè. 20 cái mới nè. Đâu quay cho mọi người coi nha.
Rồi hết đất 10 cái lấy 20 con. 23. 20 ngàn thôi. Khó không? Vậy sao không? Cây đâu rồi? Đây tới thằng mát hết đất nha mọi người. Xuống con, đàng hoàng. Chơi kệ mày. Mẹ. 2 3 Rồi 4 5 7 8 9 10 Ve là 1 con. 1 Ừ. Tới 1 lần. Tới 1 lần. Bắn đi. Đàng hoàng đi. Người ta phóng đẩy tới thôi, đừng có cố gồng lực, hiểu không? Sao nó cũng vô mà nó không bể? Không biết cách phóng mà. Thấy không? Thôi, xin mùi cát đất nó đi. Hết đất đi, anh chỉ cho cách phóng nha. Đồ mày. Ừ. Lụm tiền. Nãy giờ mới lụm nè. Lập mày muỗng nước mắm nữa coi. Giờ... chữ nữa rồi. Gia đình mình có chữ. Ăn một trái. Ăn cây chú chát. Ăn cây chú chát. Chú chát không? Đây nhiều lắm. Chú chát gì chứ nhiều lắm. Để tôi hái cho trái. Trái là chứ phải ăn miếng đâu á. Rồi sau thời gian tìm kiếm thì mình đã tìm được trái chú chát nha mọi người. À giờ thấy muối sợ luôn mà không có muối chịu nổi. Đây. Ngon lắm á. Mới ăn chân. Mọi người ăn, ăn mặn vô giờ chát nữa. Trời ngon ghê không? Này mà có mắm á, này mà có mắm rồng. Rồng hoa tép gì ho. Ừ. Tới gáo luôn hả? Ăn giấy không ta? Thì mãi. Này mà. Cho nó cắn miếng đi. À, phụ không? Còn đã. Mọi người ăn. Nhìn ăn ngon lành không mọi người? Này chắc không ai dám ăn được khỏi mời. Trời ơi nó cắn. Rồi vô sân. Vô sân kìa chú á. Để tao tao. Nè quay đi. Đưa 20 cao nữa đi. Quên cầm cầm đi phát tiền thưởng ngay. Cái vi tiêu đó rồi. Nó cầm ngon. Ừ. Hai chục cái mà được 20 ca. 20 ngàn đây là của con mát nha mọi người. Không phải đòi nha, tại hợp lệ. Đâu đó rõ ràng. Đúng rồi, hợp lệ chơi có mấy đàng hoàng. Đâu đó rõ ràng đó mọi người. Hợp lệ, hợp lệ. Đây tới mình nha mọi người. Trời nuốt trái chua chát còn hơn cắt cổ nữa. Mình chỉ ra mấy xu mình để. Không một phát một mà nó đâu nhiều. Nãy giờ nó hết đáp rồi phải không? Một đất cha quá hay, quá hay Hí ơi. Ở đây bấm nhìn cho rõ nè. Hay quá Hí ơi. Lấy mắt rồi bồ. Quay này, này bóng nè, đừng bóng đó kỳ lắm. Tài quá Hí ơi. Tăng tay nè. 7 15 Tăng đủ chưa trời? Mới có chín dư số luôn á. Tưởng cái gì? Cái này sao khó bóng như ta nãy nè. Nào nào đem xa xa nè. Vô bị quặt, nó bị quặt đầu á. Thôi đừng đừng cho tại thì là hết, không được không được. Phá luôn nè. Chà, quá hớp rồi. Đó. Mày cái này phải nha. Vui là bịt mắt rồi, trội luôn rồi phải vui. Mày thấy vậy sao rồi trời? Bỏ. Tai nạn nữa rồi, tai nạn nữa rồi. Cười cười hôm trước hôm nay phận sự mình tốt hả? Nhưng phóng mình đẹp lắm. Vậy mà phóng không bể là sao ta? Ê! Tao nói mày cái mũi nó bị tà. Rồi có cảm giác tà luôn. Ê! Không cái khác đi, đó nó cứng là bà đậu nữa rồi. Đó, không nữa à. Được không? Được tiếp tục. Đúng rồi, mình đã phóng nè. Bậy! Bà đổ. Bà đổ đó mọi người ơi. Bà đổ, bà đổ. Đâu cái gì khui ơi. Chết mẹ chữ rồi. Mới không chuyện rồi anh Bảy ơi. Linh lít được mắm chắc hạ có chữ. Chữ gì ta? Hít đất 20 cái. Bà đổ. Hài lòng dễ sợ. Hài lòng dễ sợ. Đâu ai ngồi điếm em. Chế được không? Đâu ai ngồi điếm em. Không, không. Điếm đàng hoàng nè. Ừ. Rồi đặt cái đó à. Ừ. Thấy một tay cho mình thấy đứt không á. 2 3 4 5 6 7
8 1 2 3 4 5 6 7 8 cà rua cà ly thì to cà rút bay mới cà rút và chưa cà riếu à tiêu ra tới à lưng xin mời em lưng về ơi. Xin mời em vô vị trí ăn chuối chát đây đây còn ly nước mắm nữa là đây nè nè video nào lớn con mà còn mắt mày ông đệ nhị đang đợi anh không còn nhiều phần thưởng lắm cái hàng thơm tiền kia rồi rồi nó dính vô lỗ máng quay vọng luôn không cái đó chuyện của fan chứ nói vậy không vô thì là nó không bể là chuyện của fan chứ đừng nói máng vô mà không máng gì hết á đâu đó giờ chơi xong trò này mai gì ốm ký luôn mày đi cho mày chỉ kỹ lại đừng nói ra hết đất thôi bây giờ lưng là lượt lượt thứ mấy ta hai rồi năm được cái cuối hả đầu năm ê nãy lưng lại nợ mình một lượt phóng gì quên nữa thì lúc này lưỡi năm nè 3, 4, 5, 6, 7, 8 sao lẻ kỹ ta thằng lưng nãy nợ một lượt nè là anh là vào phóng hai lượt là đủ năm đó ờ 7 lượt này thứ 3 nè ngưng phóng cái lượt thứ 3 đó thứ 4 3 mày nãy mày nợ một lượt chi đúng rồi nè con đây nè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anh này lượt lưỡi 4 một muỗng muối rồi 1.000 hồi giờ phóng đi đừng cãi nữa phóng đi còn lợn nữa với trái chú chát là 3 rồi 3 gì đâu nãy giờ mày mới có 2 lượt à 2 lượt sao 3 món quà bán quà đâu 1.000 anh thì đúng rồi người muối. Số 4 hết rồi ừ thì cái này anh 4 không hiểu luôn nãy kêu mày phóng mày ăn mày phóng mày thiếu mày chi vậy lộn mới chưa mày thôi nghỉ đi tao nói nữa đâu được nghỉ nó còn thiếu con nợ mà nghỉ vậy nó hết đất đi xin 10 lần hết đất nhân phẩm xấu quá mà mình đâu tốt lành gì hơn người ta nhau mình cũng mới 40 cái mới ra đó 4 gì chắc không hơi nhiều rồi đó 40 cái đất rồi nghe tiền đúng rồi con phóng vô đó đi tiền đó con phóng đi đó nãy vẫn còn nợ nha hỏi kỳ vậy sao thở với ta đúng rồi ngưng phóng cái này rồi phóng thêm một lần nữa mới đủ ừ thì đó cái này tư rồi cái năm phóng lần này phóng thêm một lần nữa dám chơi hết luôn thì... đâu mày mày quạo dữ à có bộ à thì còn ngượng lượt đó nè ngượng lượt nó lượt đó ừ nó nãy nó nợ cái lần đó mà thấy không không thấy hôn gì hết á vô kỹ kỹ chơi gian mà cái này không được rồi mày không được ừ kỹ ta kỹ nhiều kỹ còn ba đứa tranh nữa kệnh là nâng ơi thôi giờ mình phóng lượt mình kết thúc video không đi tại vì nó dài quá rồi chứ giờ xong rồi chứ phóng hoài nó không được nha mọi người ơi ừ. Đó là uống nước mắm cái nữa thì rớt trước kìa khỏi con thấy rồi đâu trước á vòng đó có không nè à. Đó anh nó rớt đi nè cái nhỏ xíu rồi trời nhỏ xíu rồi coi chừng uống nước mắm nhỏ xíu là có tiền á cái phiếu đầu tiên á 200.000 á 10.000 trời ơi lận ngàn 10.000 là sao trời đây cầm đây trao giải thưởng cái mắt trao giải bây giờ hết tiền chẵn giao trao tiền lẻ luôn đây 10.000 11.000 rồi hôm nay kiếm bộn rồi ngày làm mình quay vô đây ngày làm đồ gì nữa rồi quay lại chương trình tới giờ phóng một người phóng lượt nữa ha nghỉ ok ngượng lượt nha ok rồi tao phóng rồi hả giờ tới nữa đó đầu tiên xây lại đầu nãy thiếu nợ lượt chi nữa hết trời ừ ai có thiếu nợ làm chi mình hết đất trời hết luôn ủa cái này là bắt đầu lên đầu mà đúng không thấy mày xong rồi hết luôn á ok gì ủa sao còn dương bóng ta kỳ vậy tới thằng mát bây giờ tao phóng cái thiếu trước đi là thiếu một cái rồi bây giờ tao trả nợ nè rồi trả nợ đi ừ xong rồi bóng thêm cái đúng không bảy chứ sao còn lẻ con bóng nè bảy cái đó của con mát ra của ai mát thiếu con bóng nè ừ sao thiếu con bóng thiếu rồi rồi đừng có anh gian chứ giờ của ai nãy giờ con có phóng đâu bảy cái này anh trả nợ
Đã nợ đâu anh trả rồi em. Trả rồi, mát chưa. Tao còn cái nữa. Trời ơi mày đúng. Cái để em trả đi. Vậy là tao đủ rồi hả? Mày còn cái nữa. Nhưng còn cái nữa. Nhưng mà lượt cuối hiểu không? Cái lượt con mát chưa phóng mà. Không chửi mà. Chứ không được chửi hả? Vậy là mình sao á? Mình tốc độ gió hả? Hồi nãy vụ nãy mức dưới đó phóng chừng nào sẽ xong rồi. Nói chung là mấy ông bóng này nó cứng quá mọi người. Ừ, tính đi. Ừ, hay ghê không? Mười đẹp. Tính hay lắm. Thằng má nó tính số 1 à. Tính con này chắc xin 10 cái hết đất nữa. Như là nãy mình dư lực gió hả ta? Lực gió vừa thôi. Rồi xuống 10 cái đi. Ngạc nhiên cưng à. Vậy tính sai sai không? Xuống đi. Vậy mà đồ chơi đi đi tăng. Ê chờ tao xin lượt cuối là mình lại mình chọn luôn đi ai. Tốn đỡ tốn thời gian người chọn cái nữa ngưng luôn. Bảy lượt cuối mà. Lượt tình liền á. Bảy chọn bây giờ em hết xong em chọn luôn á. Bởi em hết xong em chọn luôn á. Ừ, còn còn tới 2 lượt lần á. Ừ, một lượt này em con phóng xong tới lượt sau con chọn. Đâu, hết đất làm sao đâu. Lẹ đi con, lẹ đi con. Hết kìa không được hả ta? Ừ. Cái là hết đất chứ mà hết đất. Lẹ đi, bậy, ẩu nữa ba. Đàng hoàng đi anh ba. Không thể nào trên nợ này được hả ta? Không. Được. Lẹ đi rồi chơi tiếp con ơi con quần hoài. Vô. Ừ. 9 10 Cái tôi hết đất thì sao con nạch đất xấu vậy? Mấy rồi ta? 3 4 ông nội. 3 4 Ừ. 5 Tại hết đất xấu thiệt. 7 Hai cái nữa. Kéo lên. Cái nữa. Éc mừng luôn nè, éc mừng luôn. É. À, lên mới được. Đủ rồi đó. Chế cho mày cái đó. Lại phóng tiếp nè. Để con. Lượt này mày phóng lượt sau mày tự bóc luôn hiểu không? Ừ. Người chọn cái luôn à. Cho rồi luôn. Chứ tại vì phóng lâu quá mọi người, mình quay nhiều quá nó cũng nhàm chán không? Cho mát phóng lượt nó anh em mình tự lại chọn luôn. Đâu? Không lẽ 10 cái ta. Không lẽ 10 cái nữa ta. Đâu? Ừ. Nó. Đây 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 đây. Nó nè nãy đâu. Thấy chưa? Gì đây? Thấy chưa? Chữ. Thấy chưa? 50k. Này sao nó vô tiền quá trời. Hên thiệt chứ. Đây. Tự rút mà nó ập cái sình đầu á, được tiền không à. Cái 2 triệu tôi đâu ta. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, giờ lượt cuối nè. Mọi người. Giờ lượt cuối người chọn cái luôn. Ủa, cái 2 triệu của tôi đâu trời. Rồi đó, giờ lượt cuối nha mọi người, là người được chọn một bong bóng, chọn tùy thích. 2 triệu tôi đâu. Chọn cái nào chọn cái đó luôn Lưng ơi. Lưng chọn trước đi. Bậy đâu bể đâu, phải chọn kìa. Cái bóng nó dày lắm. Rồi, con mát lụm. Chết mẹ quá trời bự rồi. Coi trước đây. Bự cái bộ viết nhiều chữ lắm không? Coi trước đây. Viết nhiều chữ là nó bự chứ có đâu. Nhiều ê vậy một triệu của tôi nè. 100.000 này trúng tiền nữa rồi. Trời ơi nãy trúng tiền hoài vậy. Trăm nè chị ta. Để lấy đi con. Hối 100. Nãy con trúng 500 chị. Hối đang 100. Rồi con thử nha mọi người. Bài trời ơi. Yeah là 100. Yeah. 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 Rồi rồi con lưng kìa. Đâu rồi. Trời ơi bự dữ em cô. Vậy thôi trả lại chút kiệt tiền trăm. Mẹ rồi. Thôi bữa nay giải thưởng của mình nhiều lắm nha. Mắt này trúng trúng rồi. Chữ rồi. Rồi xong rồi. Đấy chữ mắm rồi đó. Làm một muỗng nước mắm đi. Đâu? Đâu? Làm một miếng nước mắm đi cho thân mật gia đình. Đây là một miếng nước mắm đi. Vô. Gì? Chú quay luôn đi. Chú luôn không? Đây. Vô quay. Nè, cái của mày nè. Tao chỗ cái này đi, mệt chỗ đó. Đâu rồi? Vậy vậy nè nó còn ai còn dính đây còn dính đây á à. Đi dị vợ chắc lại người ta luôn á trời đất ơi biệt à, giải đặc biệt rồi hối đang trăm chưa có thấy được chú làm giờ vợ này lấy thì cũng tao lấy luôn trời cái vậy chứ sao phải chia lại cho hai người kia chứ kỳ vậy chơi vậy sao chơi mọi người đúng không mọi người nè. Trời ơi, chia lại cho mọi người hai người kia chứ. Ối là phần thưởng chứ ai ối là cho con. Bạn Lưng ơi. Đây, nước mắm của Lưng nha mọi người. Đây nước mắm chính cống nha mọi người. Trời ơi, thơm nước mắm.
nó uống nước chát, nước mắm rồi muối được. Hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết lượt rồi. Một người có 5 lượt à, làm nữa nha, 50-50 nha. Ờ không có à, nãy nó tự rót luôn á, nãy ai rót mắm nào rót mắm vô thay đi cũng được, được uống được luôn luôn á. Mẹ đi hút bọt bọt đi. Lẹ đi bơi, còn quanh tắt chứ ai ăn nữa nè. Phải miếng đường vô được không? Không có được vậy đó, không có miếng mắm đường hả? Phải này phải lắc nha, rung á. Phải muối được không? Lẹ đi bơi. Lẹ đi rồi được chào mọi người. Trời ơi. Cái ly có miếng vậy không chịu uống người, rót qua ly này cốc vậy nè. Trời ơi, vô. Người ta uống một miếng rồi, ta uống nước vô. Mặn ghi lắm rồi phải không? Thấy nó còn mắc ối mà. Ôi ok, ngồi tha nó mọi người. Nói chung nãy giờ nó bị hình phạt cũng nhiều rồi, tha nó đi. Rồi rồi, thông cảm đi. Bữa nay anh em mình có trò chơi vui vậy á. Mọi người thấy hay á thì để lại cho xem một like, một đăng ký để mình có nhiều động lực làm video tiếp theo. Những trò chơi hài hước. Còn giờ nó ói nha mọi người, mình tha nó đi, tội nghiệp nó. Còn này cũng như là phần thưởng của mình nha mọi người. Anh em được bữa nay mình chơi vui, mình được nhiêu đây. Quá trời luôn. Mình không dám khoe nha, mà sợ anh lưng buồn không? Mưa luôn rồi, thôi thôi. Anh em mình xin bye bye mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Rồi bye bye mọi người luôn nha mọi người. Bye mọi người.